Nãy giờ nói chưa đi một phần quan trọng. Và cái phần quan trọng là một trong ba cái đó làm nên cái chất lượng của sản phẩm này. Đó là gì? Enzyme. Nếu mà nói về thị trường enzyme thì phòng bổ sung nó cũng thường dạng hạ cám đó mà. Nhiều khi nó mua enzyme cho heo bỏ vô cũng được, ai cấm đâu. Enzyme là gì? Là một cái sản phẩm nó giúp cho cái mát này nó tiêu hóa tốt. Hay là nói nó giúp cho những cái phân tử dài như là carb và protein đó nó tiêu hóa tốt hơn. Đồ ăn mà có enzyme không? Không đúng không? Làm gì có, đâu có nào đi ăn lỗ bò bỏ enzyme đâu ba. Đâu có nào ăn phở bỏ enzyme đâu. Thí dụ Tú về hỏi mẹ nấu cơm bữa nay nhớ bỏ con miếng enzyme nha mày. Ủa lộn nha mẹ. Cái mẹ hỏi mày khùng hả Tú, cái enzyme là cái gì? Tán cái đầu chết luôn. Nên gọi là những cái thằng không đi học ngày nào nó lấy đồ ăn đâu trong chợ đã đấu với mát. Nó cười nhẹ ăn cái đi thôi. Mấy bạn đó không có tranh luận được, bạn ta kiến thức không có là gì đâu tranh luận. Còn bây giờ nè, enzyme này có tên luôn nè. Search đi. Evozyme chứ tao đụng đó. Đi coi mua lọ Evozyme không nhiêu tiền rồi. Có buôn bán luôn mà. Ông này à, cái hãng Evozyme có bán cái lọ Evozyme luôn. Lên mua coi nhiêu tiền. Giờ tao bỏ vô đây cho uống rồi đó. Cái Evozyme này nó làm sao? Nó bỏ sẵn vô đây để khi mình uống cái này vô trong bao tử chúng ta là thằng này nó được tiêu hóa nhân 2. Chứ không có này là không thể nào bằng hấp thu hết được ngày 2. Chắc chắn. Mặc dù cho bạn mít tốt cái nào tốt, bạn bỏ enzyme ra thì nó thuộc không tốt bằng con enzyme. Nó có nhiều loại enzyme, có loại rẻ, có loại mắc, có loại này loại kia. Và có những cái loại mà trong thời điểm này tôi cần enzyme này, nhưng mà cái công nghệ chừng 2 năm sau nó đổi cái cách làm, nó không cần enzyme này nữa, nó cần enzyme khác. Nên cái kiến thức chúng ta nó phải update theo thời gian, chứ không thể nào nó có gì nó đúng mà nó bất biến được. Enzyme này trong sống Tú uống sữa chua tôi thấy đó. Rồi enzyme các bạn cũng lên website bạn đọc luôn, rất là chi tiết. Còn đây Duy Nguyễn chỉ nói cho bạn biết những cái thành phần, những cái gì mà nó cấu thành thằng này là chất. Giờ tóm lại summary lại là thằng này là Rambot làm Mitrolimia uống là dữ rồi đúng không? Vậy biết ở chỗ nào? Biết ở ba chỗ. Thứ nhất là cái nguồn gọi là premium protein. Thứ hai á là clean carb. Thứ ba là enzyme xịn. Vậy thôi, enzyme nó phải enzyme xịn nha. Cái carb là một cái rất là ngạo nghễ của sản phẩm này, nên nó đưa đầu tiên luôn đó bạn. Trong ingredient nó đưa đầu tiên luôn đó. Còn các bạn đọc cái bản xăm soi protein, thằng này nhiêu calo vậy? Nó đọc calo, nó cũng biết mà nó biết không tới đó, hiểu không? Đọc nhiêu calo xong quay qua bên kia càng ba, ông bên kia xịn hơn mua. Thằng kia đường cát cộng với đường phèn. Má! Đầy thằng, trời ơi nó cãi lộn mệt lắm bạn. Thật sự bạn Duy Nguyễn sống trong nghề này 20 năm rồi. Mà Duy Nguyễn dám đứng đây thì tự tin tuyên bố trong lĩnh vực thực phẩm bổ sung với supplement đó. Nói chung ở Việt Nam thì chắc mình cũng top đó. Tại vì mình là một người nghiên cứu xuyên suốt. Và cái thứ hai nữa là ngay cái thời điểm đầu tiên về thực phẩm bổ sung của Việt Nam là Duy Nguyễn có chơi rồi. Amino viên nhai mỏ luôn. Ngày xưa đi tập ở phòng kia lúc sinh viên năm nhất, mua hũ về như thử tưởng nó tiên dược, đâu biết gì đâu. Mua về quất bên kia nó nhai, tưởng nhai. Nhai chi hư gan ba. Thiệt, nhai cái đó lâu ngày hư gan vậy. Xong rồi bỏ vô miệng ngậm, đi bộ từ nhà tới phòng gym tăng luôn. Chơi tới cái đó. Còn sau này á, mấy cái reward cao này nọ là Duy Nguyễn chơi trước nè. Nói chung là thực phẩm bổ sung là Duy Nguyễn chơi full life hết rồi, chơi trước từ đời nào rồi. Chỉ có chích là thầy không chích thôi chứ còn chuyện thực phẩm bổ sung bỏ túi. Nên thì xung quanh những cái câu chuyện đó có những khách hàng cũng nhiều rồi, ăn ti rồi này nọ, bạn bè chia sẻ rồi, đọc label bất cười lắm. Rồi xong rồi mấy má vô so với này hả phát, thằng này 12g phát, thằng kia nó đầy phát 9g thôi mua kia. Nó ngồi nó so từng bậc vậy đó. Nhưng mà ổ mang kia 9g phát không biết nó có trade label không biết nha. Trade label là cái label mày ghi ra nó có bao nhiêu phần trăm là tin tưởng được á. Rồi xong rồi cấp độ 2 nữa mày có spiking không. Rồi ví dụ như bây giờ nó đánh vô tâm lý Tú sợ phát đúng không? Phát 12g Tú sợ tao để phát 10g thôi. 12g, 10g, 20% lực cho phép, tao đâu sai gì đâu. Rồi làm gì nhau? Hoặc là thôi giờ tao ép này, tao ép hết phát ra luôn, tao chừa phát ít thôi. Xong rồi tao được phát đẹp trong khi uống vô khi gớm, mấy thành phần kia bành chành hết. Nên đọc label quá mà ngồi từng con giờ là biết mới vô nghề rồi. Duy Nguyễn chỉ các bạn đọc label từ rất lâu rồi. Mình đọc từng con để mình hiểu. Nhưng mà cái chung là cái tổng thể nãy giờ Duy Nguyễn nói, cái đó là cái quan trọng và cái đó là cái mà các bạn rất khó lãnh hội. Đọc tiếp tới cholesterol, nó cóc cần biết cholesterol gì hết. Nó cóc cần biết cholesterol nó đến từ đâu mà có cholesterol tốt hay xấu, không khe. Mày tao theo nguyên tắc số bự bỏ. Vậy đó. Rồi xong rồi đọc tiếp. Tới cáp đọc xong, đọc tới lùi xuôi ngược xong rồi thấy không biết này tới cáp nhiều trường phái lắm, thằng thích cáp nhỏ, thằng thích cáp bự, nói chung nó sẽ lựa theo những cái gì nó thích. Xong rồi xuống tới đây đọc không hiểu gì hết. Cái dòng quan trọng nhất là đọc chả hiểu gì hết. Còn mấy cái cụ bắp cụ mía như mấy cái gluten free gì đó khỏi bàn mày ơi. Mấy thằng sản phẩm VIP không gì đó có nữa đó, khỏi ke. Nha. Mấy thằng gluten free, lacto thấp, lacto cao đồ. Thì mấy thằng mà nó cái nguồn nó tốt rồi đó thì mấy thằng đó nó sẽ không có, khỏi lo. Cái nguồn nó quyết định thằng đó chứ không phải là sản phẩm quyết định thằng đó.
Rồi nói tóm lại là cái sản phẩm mà Super Hero này thì là sản phẩm mass chiến lược và duy nhất của hãng Evolution, dùng để cho các đối tượng Olympia và những người khách hàng có sự am hiểu và cũng như khó tính nhất trong cái việc mà đạp vô người ta đó. Người ta chọn gì tinh khiết nhất, những gì mà nó quý giá nhất người ta bỏ vô. Thì nó là sản phẩm con cưng của hãng, nó là chỉ là một thôi. Và đây là một sản phẩm mắc, gần như là mắc nhất trên thị trường hiện nay. Nhưng mà nó mắc, nó sắc ra miếng, nó đáng đồng tiền bát gạo. Nó là một cái gì đó nó ngạo nghễ cho những người người ta gọi là xài thực phẩm bổ sung xịn mịn của Mỹ top 1 đó nha các bạn. Nó được thêm một cái biệt danh là thách thức mọi hệ tiêu hóa. Tại sao nó dám nói câu đó? Tại vì á, bạn nhìn vô cái thành phần của nó rất là clean và nó có enzyme tốt thì nó mới dám thách. Chứ không nhưng khác vô thì không ai dám thách các bạn. Rồi hy vọng là cái phần trình bày vừa qua của Du Biển thì các bạn cũng hiểu được chút xíu vấn đề. Nhưng mà muốn hiểu sâu hơn thì vô website đọc cho các bạn. Trên đó là Duy Nguyễn viết nó đầy đủ hơn. Còn trong chương trình video ngắn gọn thì Duy Nguyễn chỉ có thể nói những cái highlight và thả thêm chút xíu cảm xúc của mình vô để cho các bạn coi đỡ chán, đỡ buồn ngủ. Và bây giờ là Duy Nguyễn sẽ livestream tập gym. Rồi sau đó Duy Nguyễn sẽ review sản phẩm này, mở bịch ra cho các bạn coi trong này nọ kia có nó đáng đồng tiền bất gạo chỗ nào. Và đặc biệt là hướng dẫn cách sử dụng và cách pha. Hướng dẫn cách sử dụng và cách pha. Nên các bạn muốn tìm hiểu về mát, vui lòng coi cả 3 video ngày hôm nay. Và ngày hôm nay là Duy Nguyễn dành một ngày để làm video chuyên mask. Rồi tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn một chút xíu nữa.